Kinh đang tiến tới hợp pháp hóa vai trò của mình ở Bắc Cực với sáng kiến con đường tơ lụa vùng cực. Lập tức, nơi đây trở thành khu vực chủ chốt trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói muốn theo đuổi quan hệ ổn định với Trung Quốc. Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu nối lại tiến trình hòa bình. Tại Pháp, cựu Bộ trưởng Tư pháp bị truy tố tội tham nhũng. Tương tự như vậy ở San Mando, tòa án mở phiên điều trần đối với 10 cựu quan chức vì tội tham nhũng. Chỉ trích cấm vận của Mỹ vô nhân đạo, Mexico viện trợ cho Cuba. Các thông tin liên quan đến đại dịch. Tại Thái Lan, chưa mở cửa được bao lâu, Phuket lại có nguy cơ phải đóng vì Covid-19. Người dân New York, Mỹ phản ứng trái chiều khi được CDC khuyến nghị đeo khẩu trang. Các thông tin về văn hóa nghệ thuật, triển lãm tranh điện tử của Van Gogh mở cửa ở Munich, Đức. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Mở đầu sẽ là các thông tin liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Thưa quý vị, theo South China Morning Post, trong thời gian gần đây, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Alaska đang trở thành các căn cứ trọng yếu cho các chiến dịch ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tiến tới hợp pháp hóa vai trò của mình ở Bắc Cực với sáng kiến con đường tơ lụa vùng cực. Vào ngày 27 tháng 7, thì South China Morning Post dẫn lời các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho biết họ coi các chiến dịch Bắc Cực là một cách kiềm chế Trung Quốc, trong bối cảnh nước này muốn đưa Bắc Cực trở thành một phần trong sáng kiến vành đai và con đường, khu vực Bắc Cực cũng ngày càng trở thành một căn cứ quan trọng của Mỹ cho các chiến dịch ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo quân đội Mỹ do Trung tâm Quilson có trụ sở tại Washington tổ chức, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Clinton Hynot và thư ký phụ trách các vấn đề quốc tế của Không quân Mỹ, Kelly Seyfert đã nói về việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng với 6 trong 7 quốc gia Bắc Cực khác, mang lại lợi thế chiến lược quan trọng ngoại trừ Nga. Trong khi các hoạt động quân sự của Nga ở Bắc Cực là điều có thể hiểu được do Moscow quan tâm tới trữ lượng dầu mỏ và khí đốt ở khu vực này, và Mỹ vẫn sẽ để ngỏ cánh cửa đưa Nga vào các cuộc đối thoại giữa các quốc gia Bắc Cực. Nhưng theo bà Sherpon, việc Trung Quốc tự tuyên bố là quốc gia gần Bắc Cực lại là điều đáng kinh ngạc. Con đường tơ lụa vùng cực là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường rộng lớn hơn nhằm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu thông qua các dự án xây dựng cảng biển, đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác, và là một phần trong kế hoạch phát triển 5 năm tới của chính phủ Trung Quốc. Ngoài các tuyến vận tải mới được mở ra trong khu vực, thì Bắc Kinh cũng tuyên bố kế hoạch phóng vệ tinh vào năm 2022 để theo dõi các tuyến vận tải biển và theo dõi sự thay đổi của băng trên biển. Ở một chiều ngược lại, trong khuôn khổ chuyến công du một số quốc gia Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thời gian qua ông đã xúc tiến các nỗ lực nhằm thiết lập những cuộc gặp trực tiếp với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc nhằm thực hiện cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc. Mặc dù khẳng định Washington sẽ không tìm cách đối đầu với Bắc Kinh, tuy nhiên ông Austin cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không nao núng một khi lợi ích của nước này bị đe dọa. Vào ngày 27 tháng 7, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore In Hand, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề cập một số vấn đề căng thẳng liên quan tới Trung Quốc, trong đó bao gồm yêu sách lãnh thổ của nước này ở Biển Đông. Theo ông Austin, yêu sách của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế, đi ngược lại chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Ông Austin nhấn mạnh, thời gian qua Mỹ đã xúc tiến các nỗ lực nhằm thiết lập những cuộc gặp trực tiếp với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc nhằm thực hiện cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với chính quyền Bắc Kinh. Mặc dù khẳng định Mỹ sẽ không tìm cách đối đầu với Trung Quốc, tuy nhiên ông Austin cũng nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ không nao núng một khi lợi ích của nước này bị đe dọa. Ông Austin là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm khu vực Đông Nam Á. Theo các nhà quan sát, thì chuyến công du lần này của ông Austin còn mang một trọng trách lớn lao, đó là nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, phụ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đang đứng ở vạch xuất phát một lần nữa cho mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa. Ông Park Soo-hun, thư ký cấp cao về truyền thông công chúng của phụ Tổng thống, đã trả lời như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương khi nói về ý nghĩa của việc mở lại đường dây liên lạc liên Triều. Kết quả của việc Tổng thống Moon Jae-in trao đổi một số bức thư cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong vài tháng qua. Mới đây, ông Park Soo-hyun, thư ký cấp cao về truyền thông công chúng của phủ Tổng thống, cho biết nước này và Triều Tiên đang đứng ở vạch xuất phát một lần nữa cho mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa.
Một ngày trước đó, hai miền Triều Tiên đã khôi phục đường dây nóng liên lạc cấp chính phủ và giữa hai quân đội, vốn đã bị cắt hồi tháng 6 năm ngoái. Trong ngày 28 tháng 7, một ngày sau khi Bình Nhưỡng khôi phục đường dây liên lạc liên triều sau 13 tháng tạm ngừng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đã gọi điện thoại liên lạc hàng ngày. Ông Park bày tỏ hy vọng về một cuộc đàm phán thượng đỉnh nữa giữa ông Moon và ông Kim trước khi nhiệm kỳ của ông Moon kết thúc vào tháng 5 năm sau. Vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dự hội nghị cựu chiến binh quốc gia nhân kỷ niệm 68 năm chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến. Hội nghị được tổ chức trước tượng đài chiến tranh giải phóng tổ quốc ở Bình Nhưỡng. Đi cùng ông Kim là những nhân vật cấp cao của Triều Tiên, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Park Chung-chon. Tại sự kiện, ông Kim ca ngợi những người đã bảo vệ và xây dựng đất nước trong những năm 1950. Trong ngày 28 tháng 7, một đoàn nghệ thuật của Triều Tiên cũng đã tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng để kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, cơ quan công tố Paris cho biết đã quyết định truy tố nhân vật cánh hữu tiếng tăm, đó là cựu bộ trưởng tư pháp của Pháp bà Rachida Dati, do có liên quan tới các giao dịch với cựu chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Renault-Nissan, ông Carlos Ghosn. Cơ quan công tố Paris vào ngày 27 tháng 7 đã quyết định truy tố cựu bộ trưởng tư pháp của Pháp bà Rachida Dati do có liên quan tới các giao dịch với cựu chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Renault-Nissan, ông Carlos Ghosn. Bà Dati bị cáo buộc nhận hối lộ gián tiếp qua một nhân vật khác và hưởng lợi từ việc lạm dụng quyền lực. Các hành vi này được cho là liên quan đến việc bà Dati tư vấn cho ông Ghosn trong thời gian từ năm 2010 đến 2012, trong khi đang là nghị sĩ của Nghị viện châu Âu. Theo một nguồn tin gần với cuộc điều tra, bà Dati đã nhận 900.000 euro từ ông Ghosn dưới dạng phí luật sư trong giai đoạn này. Các điều tra viên đang tìm cách xác định xem liệu hành động trên chỉ đơn thuần phục vụ công việc pháp lý hay bà Dati thực sự dính liệu đến việc vận động hành lang nghị viện, hành vi trái phép đối với các nghị sĩ châu Âu. Trong khi đó, tờ Le Monde cho biết bà Dati cam kết giúp tập đoàn Renault-Nissan mở rộng trên thị trường quốc tế, đặc biệt ở Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời yêu cầu ông Ghosn tuyệt đối giữ bí mật việc này. Về phần mình, bà Dati cho biết sẽ chống lại các quyết định của các công tố viên và cho rằng hệ thống tư pháp của Pháp đang bị lợi dụng vào mục đích chính trị bí mật. Cũng liên quan đến tham nhũng vừa qua, một thẩm phán ở El Salvador đã ra lệnh bắt giữ trước khi xét xử 10 cựu quan chức chính phủ, bao gồm cả cựu tổng thống Salvador Sanchez Seren với cáo buộc tham nhũng. Tòa án cho biết thêm rằng ông Sanchez Seren đã ra khỏi đất nước, tuy nhiên 6 cựu quan chức cấp cao khác nằm trong thành viên trong chính phủ của tổng thống Mauricio Funes từ năm 2009 đến năm 2014 thì vẫn chưa. Ông Seren là phó tổng thống vào thời điểm đó, trước khi chuyển sang làm tổng thống trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tòa án cũng cho biết họ sẽ làm việc với Interpol để tìm cách bắt giữ ông Seren và 4 người khác không bị giam giữ. Tổng thống hiện tại là ông Nayib Bukele đã theo rất quyết liệt giải quyết nạn tham nhũng trong các chính phủ trước đây. Vì tổng thống này không chỉ loại bỏ quyền lực của các đảng đã cai trị El Salvador trong 3 thập kỷ qua, mà còn cam kết trừng phạt các hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, ông đã bị chỉ trích vì không theo đuổi quyết liệt cáo buộc tham nhũng trong chính quyền của mình. Theo Reuters, vào ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mexico khẳng định nước này có quyền cung cấp nhiên liệu cho Cuba và nói rằng các biện pháp trừng phạt đối với đảo quốc này là vô nhân đạo. Trước đó, một tàu của hãng dầu khí nhà nước Petróleos Mexicanos của Mexico đã cập cảng Havana. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador chỉ trích việc Mỹ cấm vận Cuba và cam kết ủng hộ Havana, trong bối cảnh quốc gia này đang hứng một làn sóng lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng và gặp nhiều khó khăn kinh tế. Bộ Ngoại giao Mexico cho biết, một chuyến hàng viện trợ nhân đạo rời cảng Veracruz của Mexico hôm 27 tháng 7 để lên đường đến Cuba. Một tàu khác dự kiến lên đường trong ngày 28 tháng 7, mang theo lương thực, bình oxy và hàng y tế. Về phần mình, Cuba cho biết lệnh trừng phạt kéo dài suốt hàng chục năm qua mà Mỹ áp đặt đã gây ra tình trạng khó khăn kéo dài cho hòn đảo, dẫn đến đợt gây rối dân trên đường phố Cuba. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận gì về diễn biến này. Là hòn đảo du lịch đầu tiên ở Thái Lan miễn cách ly cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, một số ổ dịch bùng phát trên đảo Phuket đang đe dọa làm đổ bể hình mẫu mở cửa cho các quốc gia. Theo Bloomberg, chỉ trong một tuần kéo dài từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, Phuket đã ghi nhận 125 ca mắc COVID-19 mới, cao hơn ngưỡng mà chính sách đặt ra là 90 ca một tuần.
tình hình này có thể khiến chương trình thí điểm hộp cát Phuket bị tạm dừng. Để giải quyết tình hình này, giới chức Phuket đã đóng cửa các trường học, trung tâm mua sắm và cấm tụ tập trên 100 người từ ngày 27 tháng 7 để kiềm chế virus lây lan. Đa số các ca mắc mới là người dân địa phương và mọi người tiếp xúc có nguy cơ cao ở Phuket là đã bị cách ly. Hiện nay có 26 người trong tổng số hơn 11.800 du khách đã tiêm vaccine có xét nghiệm dương tính từ khi khởi động hộp cát Phuket từ ngày 1 tháng 7. Việc dịch bệnh bùng phát trở lại trên Phuket phản ánh tình hình lây nhiễm ở Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, nơi nhiều quốc gia đang vất vả khống chế dịch bệnh lây lan khủng khiếp do biến thể Delta. Tuy nhiên, việc triển khai chậm trễ chương trình hộp cát Phuket sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch chủ chốt của nước này. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC thông tin rằng, người dân dù đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn cần phải đeo khẩu trang cả ở nơi công cộng và cả ở trong nhà để ngăn ngừa biến thể Delta, ghi nhận tại quảng trường thời đại của New York, có một số ý kiến trái chiều về việc này, tuy nhiên đa số vẫn là ủng hộ. Là một người mắc bệnh tự miễn dịch, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên đeo khẩu trang trong nhà ngay bây giờ. Với biến thể Delta, tôi nghĩ việc đó là khá khôn ngoan. Hiện tại tôi vẫn chưa làm điều đó, nhưng tôi nghĩ mình sẽ đeo. Một người khác thì tỏ ra chần chừ hơn. Điều đó còn tùy thuộc vào hệ thống thông gió trong nhà của từng người nữa. Nếu nhà không có hệ thống thông gió thì mới nên đeo khẩu trang. Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày. Số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày đối với các ca mắc mới đã tăng mạnh và đứng ở mức hơn 57.100 người, bằng khoảng 1/4 so với lúc nước này trải qua đỉnh dịch. Vào tháng 5, CDC khuyến cáo rằng những người được tiêm chủng đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang ở ngoài trời và có thể tránh đeo trong nhà ở hầu hết mọi nơi. Tự như tại New York, tại thành phố Sydney của Úc, khi vừa mới nhận được thông tin đã được gia hạn lệnh phong tỏa thêm 4 tuần vào thứ Tư ngày 28 tháng 7, ở ngoài ô Bairstow phía tây nam của Sydney, một người dân nói với Reuters rằng thủ hiến bang Lady Verisleian đang làm rất tốt, trong khi một người khác nói rằng phải có những cách khác để giải quyết đợt bùng phát như hiện nay. Bạn nhìn này, có rất nhiều người đang thất nghiệp. Rất may là tôi vẫn đang làm việc bình thường, nhưng không phải ai cũng được may mắn như thế. Họ phải trả nhà và bây giờ lại phải kéo dài tiếp một tháng. Số ca nhiễm luôn tăng lên. Tôi nghĩ phải tìm hướng giải quyết khác. Một người khác thì tỏ ra đồng cảm với giới chức hơn. Mọi thứ hơi khó khăn một chút, nhưng không sao cả. Thủ hiến bang Glady đang làm rất tốt. Chính quyền đã nói là sẽ kéo dài đến cuối tháng 8. Thôi thì hãy đợi xem sao. Sydney là thủ phủ của bang New South Wales. Vào ngày 27 tháng 7 vừa qua đã ghi nhận 177 ca nhiễm mới. Đây là mức tăng kỷ lục trong làn sóng bùng phát mới nhất. Còn tại Pháp vừa qua, hàng trăm người biểu tình lại tiếp tục tập trung tại thủ đô Paris để phản đối yêu cầu thông hành sức khỏe mới của chính phủ. Quốc hội Pháp vào đầu ngày thứ Hai 26 tháng 7 đã thông qua một dự luật y tế có tính chặt chẽ cao. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 7, Pháp đã bắt buộc phải có giấy thông hành y tế mới vào các địa điểm giải trí và văn hóa tập trung trên 50 người như phòng hòa nhạc, nhà thi đấu, rạp chiếu phim. Đầu tháng 8 tới đây, giấy này sẽ được áp dụng theo dự luật y tế mới được Quốc hội Pháp thông qua vào đêm 25 tháng 7. Hội đồng Hiến pháp đang xem xét dự luật và sẽ công bố kết quả vào ngày 5 tháng 8. Dự luật mới quy định như sau: mở rộng áp dụng giấy thông hành y tế trên các phương tiện giao thông công cộng, liên vùng, các địa điểm giải trí như hội chợ, triển lãm, hội thảo, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, các cơ sở như bệnh viện, viện dưỡng lão, các cơ sở y tế xã hội. Tỉnh trưởng có quyền áp dụng giấy thông hành y tế tại các trung tâm thương mại, nhưng phải đảm bảo quyền tiếp cận của người dân đối với hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Thêm vào đó, trên phương tiện giao thông, người quản lý vi phạm sẽ bị phạt từ 1.500 euro hoặc 1 năm tù và 9.000 euro tiền phạt nếu bị lập biên bản quá 3 lần trong 30 ngày. Đối với các địa điểm cần giấy thông hành y tế, người quản lý vi phạm sẽ bị nhắc nhở, sau đó địa điểm đó sẽ bị đóng cửa tối đa 7 ngày. Nếu vi phạm quá 3 lần trong 45 ngày, người quản lý sẽ bị phạt 1 năm tù và 9.000 euro. Người sử dụng giấy gian lận sẽ bị phạt 135 euro. Nếu hành vi này xảy ra quá 3 lần trong 30 ngày, người vi phạm sẽ bị phạt 6 tháng tù và 3.750 euro. Trong khi đó, tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho hơn 208 triệu dân để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Sau 6 tháng kể từ khi phát động chương trình tiêm chủng toàn quốc miễn phí ngừa COVID-19, với mục tiêu ban đầu là tiêm vaccine cho ít nhất 181,5 triệu người, nhưng đến nay mới khoảng 10% trong tổng số hơn 270 triệu dân Indonesia được tiêm chủng đầy đủ, tương đương với 18,7 triệu người được tiêm đầy đủ 2 mũi. Trong bài đăng trên Twitter chính thức, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh, để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, chúng ta cần tiêm chủng cho khoảng 208 triệu dân, bao gồm những người từ 12 đến 17 tuổi.
Tuyên bố của ông được đưa ra vài giờ sau khi Indonesia ghi nhận kỷ lục buồn khi số ca tử vong trong ngày do COVID-19 vượt mốc 2.000 ca, lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 3 năm ngoái. Thành phố Mexico hôm thứ Ba ngày 27 tháng 7 đã bắt đầu tiêm chủng cho thanh niên từ 18 đến 29 tuổi nhằm tìm cách đảo ngược đà gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở thủ đô. Ngay từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người trẻ đã có mặt tại các trung tâm tiêm chủng để được tiêm chủng và quá trình diễn ra suôn sẻ. Chính quyền thành phố đã phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong thành phố là ở những người dưới 40 tuổi. Tỷ lệ lây nhiễm cao cũng liên quan đến thực tế là những người trẻ tuổi không quan tâm nhiều đến biện pháp chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội nhiều hơn những người lớn tuổi. Các quan chức thành phố cho biết chiến lược chính để giảm đà lây lan của số ca nhiễm là tiêm chủng và tuyên bố họ không có kế hoạch hạn chế các hoạt động kinh tế. Các nhà chức trách cho biết số ca nhập viện COVID-19 ở thành phố Mexico và các vùng ngoại ô, nơi sinh sống của khoảng 21 triệu người, đã tăng 1/3 trong tuần trước, hơn 3.300 người phải nhập viện tại khu vực đô thị của thung lũng Mexico. Tại thủ đô cũng như các vùng khác của đất nước, phần lớn những người bị nhiễm hiện nay là trẻ tuổi, nhiều người trong số họ chưa được tiêm phòng, tỷ lệ nhập viện tăng nhanh nhất ở những người từ 30 đến 39 tuổi. Tại thành phố Mexico, hầu hết những người trên 49 tuổi đã được tiêm 2 liều vaccine COVID-19. Trên toàn quốc, 30% dân số đã được tiêm ít nhất 1 liều. Làn sóng lây nhiễm tập trung ở những người từ 18 đến 39 tuổi. Vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống bờ biển Nga Alassane Ouattara và đối thủ lâu năm Laurent Gbagbo đã gặp nhau. Đây là cuộc gặp đầu tiên sau hơn một thập kỷ, một phần trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng chính trị ở quốc gia Tây Phi này. Tại dinh Tổng thống ở thủ đô Abidjan, ông Ouattara niềm nở: "Tôi rất vui vì được gặp ông." Sau đó họ dành cho nhau một cái ôm, mỉm cười, nắm tay nhau trước ống kính. Trong hơn một thập kỷ qua, bờ biển Nga đã phải đối mặt với căng thẳng chính trị, sự ngờ vực và bạo lực. Một cuộc nội chiến năm 2010-2011 đã giết chết hơn 3.000 người khi hai người tranh giành quyền lực. Cuộc nội chiến bắt đầu sau khi ông Gbagbo, hiện 76 tuổi, từ chối nhượng bộ thất bại bầu cử trước ông Ouattara vào tháng 12 năm 2010 và ông bị bắt sau cuộc chiến. Ông trở về từ cuộc sống lưu vong vào tháng 6 sau khi được Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố trắng án về tội ác chiến tranh. Ông Gbagbo cho biết ông đã thúc giục Tổng thống Ouattara tiếp tục nỗ lực hòa giải bằng cách giải phóng các tù nhân khác khỏi thời kỳ nội chiến. Mặc dù chính phủ của ông Ouattara đã mở đường để ông Gbagbo quay trở lại, ông vẫn phải đối mặt với bản án 20 năm tù vào tháng 11 năm 2019 với tội danh biển thủ tiền từ ngân hàng trung ương khu vực trong thời kỳ khủng hoảng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà chức trách nước này đã bắt giữ một chiếc thuyền chở 208 người di cư Afghanistan trên biển Agin hướng đến châu Âu. Lực lượng tuần duyên nước này và tổ chức di cư quốc tế cho biết hôm 28 tháng 7 vừa qua, 208 người di cư không có giấy tờ đã bị bắt giữ khi đang trên đường đến. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã bắt giữ hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ chèo thuyền và hộ tống những người di cư đến một trung tâm trục xuất ở thị trấn Evas, miền nam nước này. Trong những tuần gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với dòng người di cư Afghanistan mới vượt qua biên giới phía đông nam của họ với Iran trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở Afghanistan. Tuần trước, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 1.500 người di cư. Vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 7 vừa qua, đội bóng mềm Úc đã trở thành một trong những vận động viên Olympic đầu tiên rời thủ đô Tokyo, Nhật Bản sau khi cuộc chinh phục huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 của họ chính thức khép lại. Theo quy định phòng chống dịch COVID-19 được ban tổ chức Olympic Tokyo đưa ra, các động viên Úc phải rời Nhật Bản trong vòng 2 ngày sau khi thua Nhật Bản trong trận đấu vào thứ Hai ngày 26 tháng 7. Theo kết quả chung cuộc của môn bóng mềm, Úc xếp vị trí thứ 5 trong khi Nhật Bản đánh bại Mỹ ở trận chung kết và giành huy chương vàng. Tại sự kiện Thế vận hội, các vận động viên có thể chọn ở lại để tham dự lễ bế mạc sự kiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã ra quy định các vận động viên không được đến sớm hơn 5 ngày trước khi Thế vận hội diễn ra và phải trở về nước trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc phần thi. Theo kế hoạch, lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 8 tới. Theo hãng tin Reuters, đoàn thể thao Hàn Quốc tại Olympic Tokyo 2020 đã thuê trọn một khách sạn làng Olympic khoảng 20 phút chạy xe để tự chuẩn bị 3 bữa mỗi ngày gửi cho các vận động viên. Lý giải quyết định trên, đội tuyển Hàn Quốc giải thích họ không chỉ phải đối mặt với lo ngại khả năng lây nhiễm coronavirus mà còn sợ rằng thực phẩm ở Nhật Bản có thể nhiễm chất phóng xạ.
Ông Han Yong-seok, chuyên gia dinh dưỡng của đoàn Olympic Hàn Quốc với 35 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian này vì lo ngại về dịch bệnh, cũng như mọi người trong đoàn khá nhạy cảm với nguồn gốc thực phẩm. Ngoài ra, thời tiết ở đây hiện rất nóng và có độ ẩm cao, nên chúng tôi phải cẩn trọng hơn trong việc vệ sinh để hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm." Hình ảnh từ video do Reuters đăng tải cho thấy, bên trong nhà bếp tại khách sạn được thuê để chuẩn bị bữa ăn cho vận động viên Hàn Quốc có dán các tờ hướng dẫn về cách tìm nguồn cung ứng thực phẩm cũng như kiểm tra thức ăn bằng thiết bị dò phóng xạ. Bên cạnh đó, tờ hướng dẫn nêu rõ cấm sử dụng các loại hải sản, rau và trái cây có nguồn gốc từ 8 tỉnh của Nhật Bản, trong đó có Fukushima, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân vào năm 2011. Quyết định tự nấu bữa ăn riêng tại Olympic Tokyo 2020 của đoàn thể thao Hàn Quốc đã gây ra không ít chỉ trích trên mạng xã hội cũng như trong giới chính trị gia Nhật Bản. Tuy nhiên, việc các nước tự mang đầu bếp nấu ăn riêng đến các kỳ Thế vận hội không phải là điều hiếm gặp. Như ở kỳ Olympic Bắc Kinh 2008, đoàn thể thao Mỹ cũng làm điều tương tự. Truyền thông địa phương mới đây đưa tin một cá thể thuộc loài hải cẩu tu sĩ quý hiếm đã bị sát hại ở vùng biển gần Alonissos thuộc quần đảo Sobrades phía bắc Hy Lạp. Đây là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và hiện gần một nửa số cá thể còn lại trên thế giới đang tập trung sinh sống ở quốc gia này. Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Ban Gudenrino, chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu và Bảo vệ Hải cẩu Địa Trung Hải MOM cho biết, con vật đáng thương này đã bị giết bởi một cây lao dài hơn 1 mét đâm xuyên qua cơ thể. Nó có thể được phóng từ dưới nước hoặc từ trên thuyền. Ông Denino rất khó để xem đây là một vụ tai nạn. Chúng tôi nhận được lời cảnh báo của lực lượng bảo vệ bờ biển. Chúng tôi đã có mặt ngay lập tức, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Theo MOM, con hải cẩu tội nghiệp trên tên Kotik được đặt theo tên ngư đã cứu sống nó khi cơn bão Soba tấn công biển Aegean vào năm 2018. Sau đó, tổ chức này đã đưa Kotik đến trung tâm chăm sóc để theo dõi và giám sát. Khi được trả về môi trường tự nhiên, Kotik đã tỏ ra rất gần gũi với con người. Nó thường xuyên xuất hiện trên những con thuyền ở cảng Alonissos và tạo dáng cho mọi người chụp hình. Con vật này đã chiếm được mọi tình cảm của người dân sinh sống trong khu vực và trở thành một linh vật trên đảo. Thông tin Kotik bị giết đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Hy Lạp. Nhiều người chỉ trích rằng đó là cách hành xử tàn độc với con vật tội nghiệp. Đó là một sự kiện khủng khiếp và đáng buồn. Nó đã khiến phần lớn cư dân và du khách trên đảo, những người biết đến Kotik đều vô cùng đau buồn và tức giận. Hiện công tố địa phương đã mở một cuộc điều tra làm rõ vụ việc và treo phần thưởng 18.000 euro cho ai cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy. Sau khi bị hoãn một thời gian dài do đại dịch COVID-19, triển lãm tranh Van Gogh's Early Empyrean đã mở cửa đón khách tại Munich, Đức vào hôm thứ Ba ngày 27 tháng 7. Đây là buổi triển lãm đa phương tiện thu hút khách ghé tham quan nhiều nhất thế giới. Đến thời điểm này, buổi triển lãm đã đón 6 triệu lượt khách tham quan. Đến với triển lãm tranh, người đam mê nghệ thuật được chiêu đãi những trải nghiệm đa giác quan độc đáo, thị giác, thính giác và khứu giác. Tại 70 thành phố khác nhau trên thế giới, các tác phẩm nổi tiếng nhất của danh họa Van Gogh được trình diễn theo hình thức đa phương tiện, chìm đắm trong giai điệu du dương của âm nhạc cùng mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Những bức tranh vô cùng sống động, bọn trẻ đã nói với tôi rằng nó trông giống các bức tranh sống như trong truyện Harry Potter. Đó là nghệ thuật theo một cách rất khác. Thường thì một chuyến thăm bảo tàng sẽ bị coi là nhàm chán, nhưng lần này hoàn toàn khác. Chúng tôi đã mong đợi trong nhiều tuần để dự triển lãm này. Tuy nhiên, Julian Hankeners, quản lý triển lãm Van Gogh's Early Empyrean cho biết, vì khách tham quan phải đeo khẩu trang nhằm tuân thủ theo các quy định phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt mà ban tổ chức đã đề ra, đã khiến họ không thể trải nghiệm hết những gì mà cuộc triển lãm mang lại. Bạn không thể thực sự trải nghiệm hết những gì có ở đây khi bạn đeo khẩu trang, như việc bạn có thể bỏ lỡ mùi hương của gỗ đàn hương hoặc nhục đầu khấu, tượng trưng cho vùng nông thôn ở miền nam nước Pháp, nơi danh họa Van Gogh đã sống một khoảng thời gian khá lâu. Để có những trải nghiệm tuyệt vời trên, khách tham quan sẽ phải trả giá vé cao hơn một chút so với những cuộc triển lãm thông thường, với 23 euro cho người lớn vào các ngày thường. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.